Em Hoa xin chào tất cả các bác nhà mình. Em xin tự giới thiệu, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài. Em đến từ Lai Châu ạ. Và hôm nay thì em sẽ khui một thùng dao đến từ Cao Bằng cho tất cả các bác nhà mình có thể chiêm ngưỡng được nha các bác nhé. Đầu tiên là ở trong cái thùng dao này có cán dao. Một anh khách là anh ấy cán dao bếp nhà anh đã hỏng rồi thì anh nhờ em mua cho anh hai cái cán để về nhà anh có thể chêm vào cán dao nhà mình được nhá các bác nhá. Đây là cán dao cẩm chỉ giá là 60.000 một cái cán. Đó, cán dao cẩm chỉ 60.000 một cái cán. Và sau đây thì em sẽ đi giới thiệu dao bếp ở trong cái thùng dao này. Các bác nhà mình thích con dao nào thì các bác alo cho em Hoài theo số điện thoại đó là 0352 749 419 để em Hoài chốt đơn và gửi hàng cho tất cả các bác nhà mình nhá. Bây giờ thì em sẽ quay video dao và sau đó thì em sẽ đóng tất cả các đơn ra đặt mà các bác đã đặt em Hoài để em trả cho các bác, và một số bác đã chuyển khoản thì các bác yên tâm là em Hoài sẽ trả đơn đầy đủ cho tất cả các bác nhà mình nhé các bác nhé. Số 1, em thấy ở trong cái thùng này đầu tiên xuất hiện đó là một con dao quám phát, chất liệu rèn là bằng nhíp xe ô tô, và cán này là cán sắt này, có ống để các bác về các bác mình nhà mình chêm cán vào để mình phát nương dãy làm cỏ nha các bác nhé. Độ dày của con hàng nó rơi vào khoảng 4 ly này, và chiều dài ở chỗ đằng thẳng này nó sẽ rơi vào 21 này. Đấy, chỗ thẳng này là 21 này. Độ dày tầm 4 ly và độ rộng nó rơi vào khoảng 4,6 đấy ạ. Và các bác để ý trên lưỡi dao này, đây là đường nhiệt luyện nhá, đường tôi của các bác thợ. Đường tôi dao đấy ạ. Đó. Trên dao sẽ có dấu TN như này nhá các bác nhá. Đó. Giá là 150.000 một cái. Đây là dao quám phát và em có một loại nữa là quám chặt củi. Và tùy vào công năng, nếu mà dòng quám chặt củi thì phần này thì thợ sẽ không mài mà để cùn thôi, không mài. Còn đây là quám phát sẽ mài hết toàn bộ cả lưỡi dao. Quám phát nhé các bác nhé. Giá là 150.000 một cái. Em có sẵn rất là nhiều tại vì nhiều bác dặn đặt. Lần trước em về có mấy con là em bán hết rồi. Lần này em lại về tiếp để trả cho tất cả các bác mình. Về tiếp để trả đơn cho các bác. Đấy là dao quám phát số 1. Bác nào ý thì chốt mã số 1 quám phát 150.000. Quám phát số 1 150.000. Em về là 10 con quám phát. Đấy, các bác tha hồ để trả đơn cho tất cả các bác. Về chuyến nào là hết chuyến đấy nào, thỉnh thoảng sẽ có một số mẫu dư thì em sẽ sale cho tất cả các nhà mình. Số 2 là em lên một dao bầu lọc. Dao bầu lọc này là bầu lọc để đen truyền thống luôn nha các bác nhé. Bầu lọc bản đen truyền thống luôn ạ. Bầu lọc bản đen truyền thống. Bầu lọc số 2, bác nào ưng ý thì số 2 bầu lọc bản đen truyền thống giá là 200.000 một con. Bầu lọc bản đen truyền thống ấy. Đó, trên dao sẽ có dấu dao của em. Và các bác để ý sẽ có dấu dao là Hoài Phúc Sen nhé các bác nhé. Đấy, bầu lọc. Với thông số lưỡi dài 20-20,5, độ dày tầm 1 ly rưỡi và độ rộng của con hàng chỗ rộng nhất là 5cm. Đây là bầu lọc bản đen truyền thống, em có cả bản đánh chống dính, giá đều là 200.000 một con nhé các bác nhé. 200.000 một con. 200.000 một con. Và ở trong video này, bác nào mua từ 2 con hàng thì em sẽ tặng cho các bác một gói quà nhé. Hai con hàng tặng quà thì các bác có thể chọn gói quà là miễn phí ship hoặc là tặng quà kèm theo, thế nào cũng được. Các bác mua từ 2 con hàng sẽ được miễn phí ship hoặc tặng quà kèm theo. Giá là 200.000 một con nhé các bác nhé. 200.000. 200.000 một con dao bầu lọc. Bầu lọc số 1. Các bác nào ưng ý thì chốt em là bầu lọc số 1 để đen truyền thống nhé các bác nhé. Và với dòng dao này là lưỡi dao rèn bằng nhíp Ifa và nhíp chọn hoàn toàn, và dao thợ này rèn người nùng ở Phúc Sen rèn ra. Cách bảo quản là các bác dùng xong rửa sạch, lau khô dao ngay và quét dầu ăn lên toàn bộ lưỡi dao để bảo quản, lúc đấy thì dao sẽ không bị rỉ sét nhé các bác nhé. Hoặc là các bác ngại làm nữa thì các bác có thể lựa chọn dòng dao thép trắng không gì. Và nhiều bác là thích dao mèo mini
nhỏ hơn so với cái con lưỡi 20-21. Thì em có mèo mini nhỏ hơn như thế này. Đấy, lưỡi tầm 15-16 thôi. Đây là mèo mini nhá con nhé. Giá là 200.000 một con nhé các bác nhé. Mèo mini giá là 200.000 một con. 200.000 một con. Chiều dài cán rơi vào khoảng 11 cm và chiều dài lưỡi rơi vào 15,6 cm. Độ dày của con hàng, nó rơi vào tầm 5 ly. Độ dày của con hàng rơi vào tầm 5 ly, hoàn dần về mũi. Bác nào ưng ý bầu lọc thì chốt bầu lọc số 2. Còn con hàng này là mẫu dao mèo mini nhé các bác nhé. Mèo mini giá là 200.000 một con. Mèo mini ạ. Cán dài 11 cm và lưỡi dài 15,6 cm. Độ dày là 5 ly, thon dần về mũi. Ở con hàng nhỏ này thì các bác có thể đi phượt, đi câu đều được. Rất là nhiều bác hỏi em mèo mini thì em đã bảo anh thợ rèn cho em một ít. Đấy, mèo mini nhé các bác nhé. Giá là 200.000 một con. Các bác mua từ hai sản phẩm em có thể miễn phí ship, hoặc là các bác chọn tặng một món quà cho các bác và không miễn phí ship. Tùy ạ, tùy các bác thích. Giá là mèo mini giá là 200.000 một con ạ. Đây là bản đen truyền thống. Bản đen truyền thống, để đen truyền thống luôn. Và em có cả bản đánh chống dính hai bên. Bản đánh chống dính hai bên. Nhưng mà các bác ưng ý thì chốt. Đây là mèo mini số 3, giá là 200.000. Mèo mini số 3 giá là 200.000. Để đen truyền thống. Các bác nào ưng ý thì chốt là mèo mini số 3 nhá. Số 3 là bản đen truyền thống này. Mèo mini số 4 là đánh chống dính hai bên, giá cũng là 200.000. Các bác nhà mình, bác nào ưng ý thì chốt hàng ạ. Thông số cũng là dày độ 5 ly, thon dần về mũi. Và chiều dài nó rơi vào khoảng 15,5. Đây là một con hàng mèo mini số 5. Các bác nào số 1, số 2, số 3. Mèo mini số 3 là một con hàng mèo mini để đen truyền thống. Còn mèo mini số 4 là con hàng mèo mini số 4 là một con hàng đánh chống dính hai bên. Bác nào ưng ý thì chốt đơn. Giá là 200.000 một con nhé các bác nhé. Mèo mini số 3. Đây, số 3 và số 4. Số 3 là để đen truyền thống và số 4 là đánh chống dính hai bên. Thông số cũng đều là dài 15,5. Độ rộng là tầm 5 ly. 5 ly thon dần về mũi và độ rộng của nó rơi vào khoảng 4 cm. Tầm được 3,6 đấy ạ, chưa được đến 4. 3,6. Số 3 là một mèo mini đen và số 4 là một mèo mini đánh chống dính hai bên. Bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé, em sẵn rất là nhiều mẫu. Mèo mini này sẵn rất là nhiều mẫu để cho tất cả các bác có thể lựa nhé các bác nhé. Đây, mèo mini đánh chống dính. Và các bác để ý đặt trên cán thì em sẽ khoan một cái lỗ và xỏ ống đồng để các bác có thể xỏ dây hoặc là trang trí cái gì đó tùy thích của, theo ý thích của mình. Mèo mini này, bác nào ưng ý mèo mini thì chốt số 3 hoặc là số 4 nha các bác nhé. Số 3 là để đen truyền thống và số 4 là đánh chống dính hai bên. Số 3 là để đen truyền thống và số 4 là đánh chống dính hai bên ạ. Nào, bác nào ưng ý thì chốt nhé. Tiếp đến là em giới thiệu với các bác là một mẫu dao. Đây là anh thích lưỡi dao không thôi, không cho em cán. Giá là 200.000 một con. Lưỡi dao không và không cho em cán. Và anh nhờ là khoan cái lỗ để anh về anh có thể hàn chốt vào. Đấy, em đã khoan luôn cho anh. Đây là hàng trả khách nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu đặt theo yêu cầu, anh chỉ cần đặt phôi dao thôi, về anh tự làm cán. Hoặc là anh đặt bất kỳ món gì thì em đều nhận hết nhé các bác nhé. Hoặc là nhận đặt rèn dao theo yêu cầu. Số 5 em lên cho các bác. Đó là một mẫu dao phi lê thái. Phi lê thái bản nhỏ này cũng khá là nhiều thích. Khách rồi thích làm bản nhỏ nhỏ một chút này. Thì phi lê thái bản nhỏ này
Em sẽ giới thiệu sơ qua này. Giá của phi lê Thái là 200.000 một con nhé các bác nhé. 200.000 một con. Các bác để ý này. Lưỡi dao dài 22 và độ lưỡi dao dài 22. Độ rộng là khoảng 4 cm. Giờ dày nó rơi vào khoảng 1.5 ly. Đi rơi đến 2 ly thon dần về mũi. Và dòng này thì chuyên thái. Chuyên thái gọt hoặc là mình lọc thịt, thái thịt rất là sắc bén. Phi lê này giá là 200.000 một con. 200.000 một con, em sẵn rất là nhiều mẫu để trả cho tất cả các bác nhà mình. 200.000 một con phi lê Thái. Phi lê Thái gọt, bác nào ưu ý thì chốt nha. Em sẽ xếp thứ tự các con dao mà em đã quay. Lát sau cuối video thì em sẽ tập kết lại để cho các bác nhà mình có thể dễ dàng đặt hàng hơn. Để cho tất cả các bác nhà mình có thể dễ dàng đặt hàng. Sau khi mà quay video xong thì em sẽ tổng kết lại tất cả những cái mẫu dao mà em vừa quay cho tất cả các bác nhà mình, để các bác nhà mình có thể đặt hàng dễ hơn. Sẽ xếp dao sang bên đây. Và sau khi quay xong thì em sẽ tổng kết lại để cho tất cả các bác nhà mình có thể dễ dàng đặt hàng hơn. Bác nào thì ưng ý thì chốt hàng nha. Phi lê số 5 giá là 200.000. 200.000 một con phi lê số 5. Phi lê số 5 giá là 200.000. Các bác nào ưng ý thì đặt hàng nhé. Và các bác mua 2 sản phẩm thì được miễn phí ship. Thôi em miễn phí ship cho nó dễ nhé. Các bác mua từ 2 sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nhà mình. Và tiếp đến là một mẫu dao bán rất chạy ở bên em, nên em đặt làm rất là nhiều. Đó là mẫu dao chặt gà vịt để đen truyền thống. Mẫu này thì bên em bán cực kỳ là chạy luôn. Cực kỳ chạy. Bởi vì cái con này nó có hai công dụng, các bác có thể vừa chặt này. Gọi là con dao vừa chặt vừa thái, các bác có thể chặt gà, chặt nhẹ và các bác có thể thái được luôn. Nên là dòng dao này cũng nhiều bác rất là chuộng. Với chiều dài lưỡi nó rơi vào khoảng 23,2 và độ rộng của lưỡi dao rơi vào 8 cm và độ dày là rơi vào tầm 3 ly. Và em có con y hệt như này nhưng mà là con chặt xương thì nó dày 5 ly, giá là 280.000 với dòng chặt xương. Và con chặt gà này thì giá là 260.000. Các bác mua thứ hai sản phẩm thì miễn phí ship ạ. 260.000 một con dao chặt xương rèn từ xếp nhíp IFA, nhíp chọn và đánh chuẩn, bảo hành 1 năm. Bác nào ý thì chốt chặt gà đen. Chặt gà đen này. Mã số 6 chặt gà đen giá là 260.000. Các bác nhà mình, bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé. Và em nhận đặt đèn ra theo yêu cầu nhé các bác nhé. Có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ đặt hàng em ạ. Để giao chặt gà vịt này em đặt rất là nhiều, tại vì mẫu này rất là nhiều bác ưa chuộng. Đặt hàng. Rất là nhiều bác ưa chuộng cái dòng chặt gà vịt nên là em đặt luôn một thể. Chỗ cẩm chỉ này là không phun sơn bóng mà để mộc luôn. Đấy, không phun sơn bóng mà để mộc luôn ạ. Đó. Đây, anh khách đấy đặt em một bộ dao luôn. Nhưng mà chỗ cán thì không cần phun bóng mà để mộc luôn. Đó. Đây là con D3 Thái này. D3 Thái thép trắng không gỉ. Giá là
250.000 một con. Con này là D3 Thái thép nhíp, giá là 220.000 một con. 220.000 một con. Đây là hàng đặt theo khách yêu cầu. Khách yêu cầu em là cán cẩm chỉ để mộc luôn. Đây là con chặt gà này 260, cán cũng để mộc luôn. À, khách đã đặt hàng em và còn chuyển khoản trước cho em cơ. Vẫn là đó. Tại vì anh ấy thích cái sự mộc mà của cán, nên là cán để nguyên mộc luôn. Đấy, mộc luôn này, mộc này, rất là đẹp. Cán để mộc luôn. Con này là một con chặt gà vịt, và bản này là bản rộng hơn một chút. Có anh khách yêu cầu là làm cái con chặt gà vịt nhưng mà bản của nó rộng hơn so với bản trước. Và giá thì vẫn là 260.000 thôi ạ. Thông số lưỡi là dài khoảng 22,5 và độ rộng nó rơi vào khoảng gần 9 cm. Và độ dày của con chặt gà vịt thì vẫn là 3 ly. Đây là một con chặt gà vịt bản rộng hơn so với con chặt gà vịt thường em bán cho các bác, và cái lưỡi làm cong, gọi là chặt gà vịt cong. Giá là vẫn là 260.000. Bác nào ý có thể mình thích cái dáng này thì các bác phải chốt là chặt gà vịt mã số 7. Chặt gà vịt mã số 7 ạ. Chặt gà vịt mã số 7 nhé con nhé. Chặt gà vịt mã số 7. Bác nào ưng ý thì chốt ạ. Đây là bản nó to hơn so với bản truyền thống một chút. Đây là chặt gà vịt mã số 7. Bác nào ưng ý thì giá là 260.000 thôi ạ. 260.000. Là mèo mini này. Nhìn xem còn con nào khác sẽ giới thiệu cho tất cả các bác nha mình. Như con này là con dao em dùng này, băm táo mèo cực kỳ là sắc, sắc bén cực kỳ luôn. Và bác nào còn thích cái hàng nó to hơn, bản nó to hơn. Bác nào thích hàng bản to hơn thì các bác có thể đặt này, hàng lưỡi dài 11 cm và độ rộng nó rơi vào 22,5. Con này cũng là con chặt gà vịt. Con này cũng là con chặt gà vịt. Ở đây toàn là mấy em đậu xe đi phóng vù vù. Đây là bản to hơn này, chặt gà vịt bản to hơn luôn nhé các bác nhé. Dạ, lưỡi dài 11 này. Lưỡi rộng, độ rộng là 11 xăng ti và độ dài là tầm 22,5. Con này cũng chuyên chặt gà vịt này các bác này. Chuyên chặt gà vịt và bản rộng hơn. Giá nó rơi vào, giá nó là 280.000 một con. Chặt gà vịt bản rộng hơn. Này, bác nào thích mà bản rộng hơn, lạ hơn thì con có thể đặt hàng mã số 246. Mã số 8, chặt gà vịt bản rộng số 8. Bác nào ưu ý thì đặt hàng ạ. Chặt gà vịt bản rộng số 8. Tiếp đến số 9 là một con dao mèo rất là hay này các bác này. Đấy, con dao mèo mũi hách. Mũi hách và trên cán là trên cán cán chắn luôn. Mèo mini mũi hách trên cán chắn. Mèo mini mũi hách và trên cán chắn. Đấy. Nhìn cũng khá là lạ nhé các bác nhé. Mèo mini mũi hách trên cán chắn ạ. Đó. Em sẽ đọc thông số cho các bác này. Thông số lưỡi dài khoảng 21 và độ dày nó rơi vào khoảng 6 ly đến 7 ly thon dần về mũi, và độ rộng chỗ bụng béo khoảng 4 cm. Chêm cán chắn luôn nha các bác nhé. Mèo mini mũi hách và chêm cán chắn.
mèo mini mui hách trên cán chắn thép đèn đòn thép trắng không gì. Bác nào ưng ý con này thì giá là 250.000 một con. 250.000 một con. Các bác mua từ hai sản phẩm như thế ship này. Bác nào ưng ý thì con mèo mini. Mèo mini thép trắng không gì. Mã số 9, mèo mini thép trắng không gì, mã số 9 ạ. 250.000. 250 ạ. Bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé, 250.000. Tiếp đến mã số 10. Các bác nhà mình ưng cái mã nào thì các bác cứ chụp lại màn hình hoặc là nói tên giao cho em thì em sẽ chốt cho tất cả các bác nhà mình. Mèo mini mã số 9, 250.000, thép trắng không gỉ, cán trắng, thép trắng. Tiếp đến mã số 10 thì em sẽ lên cho các bác một con dao mèo, giá là 280.000 một con nhé các bác nhé, 280.000 một con. Thông số lưỡi dài 26, lưỡi hài dài 26 này, độ rộng 5 cm và độ dày nó rơi vào khoảng 7 ly, thon dần về mũi. Và mã này là mã số 10, một con dao mèo để đen truyền thống. Để đen truyền thống giá là 280.000, và trên dao sẽ có dấu hoài phúc sen. Đấy, đây là đường nhiệt luyện, đường tôi của thợ rèn này. Thợ rèn thì rèn bằng nhíp xe ô tô và tôi đánh lửa và nung nóng bằng than hoa, và tôi thì bằng tôi bằng nước suối và cho một chút cho vào nha các bác nhé. Mã số 10 là một con dao mèo để đen truyền thống. Để đen truyền thống và giá là 280.000. Bác nào có nhu cầu mà muốn biết thông số cụ thể của con hàng nào thì các bác cứ alo cho em Hoài để được và hỏi em, thì em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem hoặc là xem chi tiết thông số các bác. Và tiếp đến là 330.000 một con dao mèo. Mã số 11. 330.000 một con dao mèo mã số 11 này. Cho tất cả các bác nhà mình. 330.000 một con dao mèo mũi hách. Một dao mèo mũi hách giá là 330.000 chêm cán chắn. Chêm cán chắn. Thông số lưỡi dài 31 cm, độ dày nó rơi vào khoảng 7 ly đến 8 ly, thon dần về mũi, độ rộng chỗ bụng béo rơi vào 5 cm. Và cán là cán chắn nha các bác nhé. Bác nào ưng ý thì chốt ạ, giá là 330.000, 330.000 một con dao mèo mũi hách. Mũi hách luôn nha các bác nhé. Mèo mũi hách. Bác nào ưng ý thì chốt. Mèo mũi hách. Đây cũng là mũi hách nhưng mà là thép trắng không gì. Một cặp rất là đẹp. Mã số 2, 4, 6, 8, 10. Mã số 11, bác nào ưng ý thì chốt mã số 11, còn một con dao mèo để đen truyền thống, mũi hách trên cán chắn, giá là 330.000. 330.000. Đây là mèo chắp trắng này. Em về để phục vụ tất cả các bác nhà mình rất là nhiều. Và tiếp đến em lên một con dao mèo lưỡi dài 26 cm, giá là 280.000 một con. Mã số là 12, một con dao mèo đánh trống dính hai bên, lưỡi dài 26 cm, độ rộng nó rơi vào khoảng 5 cm, độ rộng khoảng 5 cm, độ dày tầm 7 ly, thon dần về mũi. Một con dao mèo lưỡi 26 cm, cán cầm chỉ, chốt đinh và khâu cũng là đinh đồng hết luôn. Và bác nào ưng ý thì chốt con hàng số 10,
con hạc số 12, một dao mèo lưỡi 26 cm, giá là $280.000. Bác nào ý thì chốt đơn ạ. Đấy, dày khoảng 7 cm. Con dần 280.000. Bác nào ý thì chốt đơn ạ. Đấy, ở trong này thì còn đấm dao luôn, một tấm dao đấy. Em có thể trả đầy đủ đơn cho tất cả các bác nhà mình. Nhận được chưa nhỉ? À, em 330.000 thì em còn có một con dao mèo áo trắng đánh chống dính, đánh chống dính hai bên cơ các bác nhé. À, con này là đặt theo yêu cầu của khách hàng. Con này là cô khách là cô đặt lưỡi dài tầm 35 cm và thợ đánh thì nó dài độ 34 cm. Là một con mèo mèo cán chắn đánh chống dính hai bên và đặt dài hơn so với bình thường. Đấy. Và em đặt làm hai con cho cô ấy. Cô đặt làm hai con. Ồ. Đấy. Bác nào thích đặt rèn dài hơn thì em vẫn đặt rèn và giá vẫn là 330.000 nha các bác nhé. Dài hơn. Dài hơn một chút thì em vẫn nhận đặt. Đấy. Dài như thế này là dài khoảng 34 đến 35 cm. Bởi vì là hàng rèn thủ công thì nó cũng có chênh lệch đôi chút, 1 đến 2 cm. Đó. Sau đây là tất cả những cái dao bếp mà em đã giới thiệu với tất cả các bác nhà mình. Toàn bộ là dao bếp em đã giới thiệu với tất cả các bác rồi. Bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé. Đấy. Đấy, em đã giới thiệu với tất cả các bác nhà mình rồi. Rất là nhiều dao bếp. Hoặc là các bác có thể đặt mộc không đánh như thế này cũng được. Và hoặc là đặt mộc đánh rất là nhiều. Bác nào ưng ý thì đặt hàng bằng cách là gọi điện cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 để được chốt đơn nhé các bác nhé. Em xin chào tất cả các bác nhà mình. Cảm ơn các bác đã xem video. Và bác nào yêu thích thì nhấn đăng ký kênh để em về những cái mẫu dao chất lượng nhất cho tất cả các bác nhà mình. Đấy, em xin chào tất cả các bác.